chắc là anh nghỉ học. Tại sao anh lại nghỉ học? Anh còn 2 năm nữa anh mới ra trường cơ mà. Chó, mày bảo anh em hỏi hả? Mày như nào? Sủa ra. Gái còn trên, nếu anh không tin cứ bóc tem mà xem. Thế sao ngày xưa mày còn mê một con đĩ như tao để lừa dối con nghĩa thiện lành của mày, còn bây giờ ấy thì mày cút. Tôi là Sa, đại thiếu gia của cái đất này, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chết ấy, mà vẫn chưa tiêu hết tiền. Mà một khi tiền không thiếu để tiêu ấy, thì tình cũng không thiếu để xài. Alo. Đại gia của em đến rồi. Đúng hôm nay là một ngày hên mà. Anh đang đến. Được rồi, thế anh sẽ đền bù cho em. Chờ nhá. Đấy, cuộc đời của tôi là thế đấy các bạn ạ. Cậu chủ về rồi đấy ạ. Này, cất đi cho tôi. Cậu chủ lại uống rượu đấy à? Ừ. Ui, nhiều đồ thế này á, chắc phải mấy triệu nhỉ? Cậu vung tay ác thật đấy. Thì tao làm gì có cái gì khác ngoài tiền đâu, thế nên phải tiêu thôi. Ơ kìa, cậu chủ bỏ giày ra, em vừa mới lau nhà xong đây. Kệ tao. Linh ơi. Ui, anh nhớ em quá. Anh chứ. Ngáo. Anh cẩn thận đấy, cậu chủ đang có nhà. Rồi, anh biết rồi. Hôm nay anh đến đây gặp em ấy là anh có chuyện muốn nói đấy. Chắc là anh nghỉ học. Tại sao anh lại nghỉ học? Anh còn 2 năm nữa anh mới ra trường cơ mà. Nhưng mà em biết rồi đấy. Bây giờ ấy, đến hạn đóng học phí rồi. Bọn anh bây giờ lại học theo tín chỉ. Tín chỉ thì lại phải mua. Bây giờ tiền ở đâu ra? Thôi, chắc anh nghỉ. Không, anh không được nghỉ học đâu. Còn 2 năm nữa anh mới ra trường. Mà có phải ai cũng được đi học đại học đâu. Thôi, bây giờ anh cứ đi học đi. Tiền học ấy cứ để em lo. À, mà cậu chủ vừa mới chuyển tiền cho em xong. Để tí nữa em sang ngân hàng, em chuyển cho anh. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Bây giờ em đi làm, em nuôi anh ăn học. Xong rồi mai sau, anh đi làm, anh cũng nuôi em. Đấy, người yêu của anh ấy, luôn tuyệt vời nhất. À đúng rồi, bây giờ ấy, anh phải qua nhà thầy để hỏi bài luôn. Chắc là bây giờ anh đi luôn nhá. Vâng ạ. Nhớ chuyển luôn cho anh nhá. Vâng, vâng, tí nữa nghỉ chưa em chuyển. Anh đi đây. Sống ở trên đời này được gần này tuổi rồi ấy, tôi mới biết là chỉ bằng mấy cái lời ngon ngọt là có vài triệu bạc để tiêu qua ngày rồi. Công tử nhà giàu ấy, thì biết cái gì mà nói. Đi làm được có mấy đồng bạc, thế mà tại sao lại để một cái thằng oắt con mắt mũi còn chưa sạch nó dắt mũi thế hả? Đúng là ngu. Chuyện của tôi ấy, không liên quan đến cậu. Ok ok. Thế thì chắc gu của cô em là mấy thằng sở khách dẻo mỏ rồi. Tôi không nói nữa. Cậu thì không sở khanh đấy. Mặt xị thế. Nắm cái gì mà nắm? Thế em là người yêu của anh, anh nắm tay em phải xin ý kiến à? Anh có coi em là người yêu của anh đâu. Sao em lại nói thế nhỉ? Em là tất cả, là hơi thở và cuộc sống của anh. Nếu mà anh coi em là người yêu của anh ý, thì anh lại biết em cần gì, muốn gì rồi. Sao anh lại không biết nhỉ?
Đây, cái thứ em cần đây chứ là cái gì nữa? À, đẹp quá. Em yêu anh. Có ai bán xe ở cái showroom này không nhờ? Có em đây ạ. À. Thằng chó nào mà ngọng nghệch thế này. Anh, đừng làm phiền công việc của em. Anh cứ ở đây chờ em nhé. Em đây ạ. À. Anh muốn mua xe đúng không ạ? Anh muốn mua xe nào ạ? Em cho anh mẫu xe nào đắt nhất ở showroom này. Đắt nhất đi ạ? À? Là mẫu xe này ạ. À? Mẫu này à? Vâng ạ. Trông đẹp đấy. Nhưng mà chỉ cần bằng em thôi. Anh đây chả biết đùa bao giờ cả. Anh chỉ biết nói thật thôi. Anh bảo tối nay đi bar với anh nhá. Ở một cái showroom đẹp đẽ như thế này, sang trọng như thế này, đứng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp như em, thế mà nhiên lại có một kẻ lạc quẻ tự làm hạ thấp giá trị mọi thứ ở xung quanh xuống chứ. À, mày bảo ai lạc quẻ hả? Anh, cái loại khách như mày ấy, ông mày đây gặp nhiều rồi nhá. Loại bọn mày ấy cũng chỉ thủ dỗ kêu to thôi, chắc chỉ có tiền. Này, mày có đủ tiền mua cái lốp xe ở đây không mà diễn ấy? Anh có để em làm việc hay không đây? Em gái, trông em xinh đẹp như thế này ấy mà cũng quen với cả một thằng kém cỏi như kia, anh thấy là thiệt thòi cho em rồi đấy. Chó, mày bảo anh kém cỏi hả? Anh nhá, điện thoại của tôi. Này em gái, thủng rỗng kêu to à? Mới đi để xem mày có dám kêu thi với tao không nhá. Em gái, anh lấy chiếc xe này. Lấy cái xe này hả? Em không nghe rõ à? Anh lấy chiếc xe này. Giá cả ấy không thành vấn đề. Dạ. Anh lấy chiếc xe này để tối nay còn mời người đẹp như em đi chơi chứ. Tiện thể anh mua luôn cho em chiếc điện thoại mới, chứ anh thấy chiếc kia vứt đìa được rồi đấy. Dạ được ạ, tối nay em rảnh anh ạ. Ừ. Anh cấm em đi với nó nhá. Muốn mua điện thoại gì tối anh đưa em đi mua. Anh á, anh chở tôi đi mua bằng cái gì? Bằng cái con xe ghẻ của anh chắc. Tôi không có cần nhá. Anh nhìn đi. Anh đây, anh ấy vừa mua cái xe đắt nhất của showroom này đấy. Em cứ làm cục cho anh đi nhá. Tối nay anh sẽ gọi em. Vâng, em chờ điện thoại của anh ạ. Ừ, anh nói rồi đấy nhá. Anh cấm em đi với nó. Em muốn mua điện thoại, tôi đi mua. Muốn ô tô gì, sẽ có. Về ạ. Này, tặng cô đấy. Cái gì đấy ạ? Mở ra đi thì biết. Ui, nhiều đồ thế. Tảo sâm là sự kết hợp từ dược liệu quý hiếm là collagen và vitamin E. Đây là sản phẩm của tập đoàn Kohino, nổi tiếng về uy tín và chất lượng. Viên uống tảo sâm với những thành phần gồm các dược liệu quý hiếm như tảo xoắn spirula này, tảo lục chlororella này, glutamine, tinh chất cần tây kết hợp với cả collagen giúp làm đẹp da, mờ nám da, sạm da, tàn nhang, giúp da trắng sáng tự nhiên. Ngày uống 2 viên ấy, đảm bảo là da của cô sẽ mịn màng với cả trắng sáng. Đây là hàng chính hãng cho nên cô cứ yên tâm mà sử dụng nhá. Với cả trông cái kiểu trang điểm mà phải che nám da với cả tàn nhang của cô ấy, tôi trông kinh chết đi được. Làm gì mà kinh ạ? Cô đấy, trước khi yêu người khác ấy thì phải biết yêu bản thân mình, nghe rõ chưa? Vài cái đồng bạc này cũng để cái thằng Sở Khanh nó hốt mất. Cậu thì biết gì về tình yêu? Tôi thì không biết về tình yêu, nhưng mà tôi biết về lòng tham, tâm địa của con người, cô hiểu chưa? Rồi, uống thuốc với cả bôi serum đi, không lại phí tiền tôi mua cho. Vâng ạ. Uầy, serum Riskin.
thơm thật đấy. Thích không? Có. Xong rồi uống tàu sâm. Uống 2 viên à cậu? 2 viên. Cậu này, chiều nay em có hẹn với cả anh ấy đấy. Cơm nước thì em đã chuẩn bị xong rồi. Vì cậu ăn đi nhá. Thôi, em đi đây ạ. Mà cảm ơn cậu về tạo sâm với cả serum nhá. Chào cậu chủ, em đi đây ạ. Chiều nay gặp à? Rõ ràng thằng Sở Khanh ấy còn hẹn đưa đứa kia tối nay đi mua điện thoại cơ mà. Hay nó bị phủi vì không mang được ô tô đến rước con kia nhỉ? Khoan, thế thì lại định moi tiền của Linh để mua ô tô à? Mà tiền của Linh thì là tiền mình trả công chứ đâu. Không được, không được. Tiền vàng, tiền bạc của mình để vào tay thằng này là mình không thích rồi. Đi ăn hẳn nhà hàng cơ đấy. Có vẻ mình trả lương cho cô ta hơi bị ẩu hĩnh rồi đấy. Ông anh xem đây. Gái còn chưa. Nếu ông anh không tin ấy, cứ bóc tem mà xem. Được, anh tin chú. Thế chú về trước đi. Có gì tí nữa anh chuyển cho chú 10 triệu. Ấy, anh đừng cười thế. Cái dáng ăn vàng con gái anh lại trả em 10 triệu cho anh em quen biết. Thêm 10 triệu nữa đi. Khốn lắm. Mày dám bán cả trinh tiết của người yêu mày à? Mày như nào đây? Tao đang trốn đùa chúng mày ấy à? Ơ kìa. Anh ơi. Cái thằng chó này. Tại sao mày cứ bám theo tao thế à? Không phải là tao đeo bám theo mày, mà là mày. Mày cứ đeo bám làm hại đời con gái nhà người khác ấy. Mày. Mày lợi dụng con bé ngu ngơ, lấy tiền của nó đã đành. Mày bắt cả hai tay đã đành. Nhưng mà tao không ngờ mày lại còn đỉnh cao của sự khốn nạn hơn nữa. Là mày còn bán cả người yêu mày. Tao biết rồi. Tao hiểu rồi. Mày cần tiền. Lấy tiền để mua điện thoại cho cái con người yêu ở showroom của mày đúng không? Kệ mẹ tao. Mày. Em có làm sao không? Đấy. Cô đã thấy hết được sự khốn nạn của nó rồi. Thế mà cô còn can ngăn tôi đánh nó à? Hả? Không phải là can ngăn cậu đánh anh ta đâu. Mà cái tát này là phải lên tôi thực hiện. Mày! Đáng nhẽ anh phải bị trừng trị nặng nề hơn không? Nhưng mà tôi không muốn làm bẩn cái bàn tay này nữa. Em đánh hay lắm. Tao bảo này, lần sau muốn kiếm tiền để phục vụ với con bồ hám của mày ấy, thì mày hãy tự bán bản thân mình đi. Đừng có làm hại con gái nhà người khác, nghe rõ chưa? Chúng mày cứ nhớ mặt tao đấy.
Mày dám bỏ tao đi theo thằng khác à hả? Chứ sao? Một thằng bám váy phụ nữ để kiếm tiền như mày, bây giờ còn chẳng có một đồng xu dính túi nào, mà lấy tư cách gì để mà yêu tao hả? Mày là con đi. Cứ cho như vậy đi. Thế sao ngày xưa mày còn mê một con đĩ như tao để lừa dối con nghĩa thiện lành của mày, còn bây giờ ấy thì mày cút, đừng làm vướng chân tao như con chó nữa. Mày may quá, anh cũng tưởng có em. Em luôn xuất hiện lúc mà anh cần em nhất. Đúng là chỉ có em thôi. Màn kịch của anh cũng hay đấy chứ nhở. Cuối cùng ấy thì nó cũng hạ màn rồi. Thế thì tôi xin phép. À, có cần tôi vỗ tay khen màn kịch của anh không? Kìa, không phải những gì em nghĩ đâu. Thực sự là anh xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh được không? Tôi muốn tặng anh một câu giống cô ta. Đó là đừng có bám chân tôi như con chó nữa. Điều kỳ diệu mang tên Cohino.